Sao sơ bê bê nó nhiều hộp quá vậy? Thôi gì coi soạn lại cái tủ nha Lon. Không Lon, chị chất mấy que vô tủ hết nha. Chị để mấy hộp đó vô, hồi kiểm tra lại nha. Còn cái này là nó bị mất lâu rồi. Cái thằng này nào, cái này là nó lâu lắm rồi nên là nó mất lúc nào chị không biết. KRAR là test KR, họ rút một cái giai đoạn hồi trước 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 nữa. AB, cái AB là cái test xem con chó mình nó chích ngừa hay chưa, có kháng thể hình thành kháng thể hay chưa. Ừ, bển đâu có quay test được ta. Này lâu lắm rồi, cái hộp này là thời trước 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 nó lâu lắm rồi. Bếp nãy bự chưa em? Bự lắm rồi hả?
Mày chích ngừa hết chưa? Cái gì? Hết giá. Nhiều. Chim họ là 196 rồi. Hết giá lên giá bữa lại rồi đó. Ừ. Hôm bữa em nhớ là chị Hiên vừa tăng giá rồi. Chết chưa sữa. Gì đây? Cũng chung hả chị Huyền? Ừ. Em cũng chung đúng không? Ừ. Đau lòng nha. Chị ơi. Kết quả xét nghiệm là ngày mai mới có đó. Rồi còn gì nữa không Long? Lấy máu xong rồi phải gửi vào quận 8. Mấy chứ không sao đâu, lấy nó tội nghiệp. Rồi suốt luôn á. Ráng là chứ ra vợ gì nha, không lấy là tội nghiệp đó. Lấy cô đúng không? Coi lại bị lộn nào không? Có cái gì này nữa nè. Ừ. Có siêu ghê nữa vậy. Đây sẽ bên. Có hai cây à? Ủa sao nó mỏng này? Nó như vậy nhiều đợt á. Không hình dung được cái nào đó. Có siêu ghê.